Xin chào bà con đã quay lại với kênh Trại Giới Hồng Phước. Thì như bà con đã thấy trên màn ảnh đó, thì đây là cái ô dế mà nó bị hư hay bà con. Đó. Thì, tôi bị hư hết 4 ô thôi bà con. 4 ô dế. Hư hết là dế nó chết hết. Dế bà con thấy không, dế nó lên đẻ nó căng dế nhưng mà nó chết hết. Thì tôi chia sẻ rồi chút xíu tôi sẽ nói nguyên nhân cho bà con xem ha. Đó, đây một ô, đây là ô thứ hai. Đó, nó chết đen hết rồi bà con, chết hết rồi, cực kỳ dơ ha bà con. Đó, bà con nhìn, bà con thấy rõ đó, dế lên đẻ mà nó chết hết. Đây là thêm một ô mà mới mới dọn rồi xong nè bà con, mới dọn xong đó, mới dọn phân xong, chưa có dọn dẹp, chưa dọn dẹp lại. Thì bà con thấy đó, thì ô dế nó cũng lên, nó cũng gáy rồi nhưng mà nó chết. Bắt đầu nó yếu dần, con dế nó yếu cực kỳ ha bà con, đụng nó muốn không chạy nữa nè. Thì cái nguyên nhân đó bà con, thì do tôi đi xa, đi công việc không có nhà, thì cái người mà giao thức ăn cho tôi thường xuyên á, thì lính của người đó giao là giao lộn cái loại thức ăn, giao thức ăn heo. Thì tôi không có nhà nên cũng không có kiểm tra, thì giao tới thì cứ bỏ vô trong chỗ để, nói thì chỗ để thì nó dạng như cái kho mình tôi chắc thức ăn vậy á, thì bỏ vô đó. Đó thì cái người mà tôi mới mướn á bà con, mới thuê mà nuôi á, thì nói chung thì mình không trách được nhưng mà không có kinh nghiệm. Đó, thì cứ hết thức ăn thì cứ lấy cho ăn thôi bà con, mà cái loại thức ăn đó thì nó không phải loại đó, là cái loại thức ăn dành cho heo. Thì lâu nay thì tôi cho ăn thức ăn là thức ăn gà ha, cám Cagil, cám công nghiệp Cagil. Đây hình như cái bao này nó nè, đó cái bao Cagil 2902 đó, bao Cagil. Nhưng mà người ta giao nhầm cho tôi là cái loại thức ăn dành cho heo á bà con, thì nó khác hoàn toàn. Thì khi đó cái người mà nuôi dế cho tôi á thì không có biết cho nên vẫn lấy ra cho ăn. Thì ví dụ như bà con xem như thế này, ăn mà thay thay đổi thức ăn đột ngột á, là thay đổi hết toàn bộ, là tự nhiên ví dụ ngày nay hết ăn thức ăn thì đổ thức ăn kia vô, là tức là thay đổi đột ngột, thì dẫn đến là những cái ô dế mà lên đẻ, chuẩn bị lên đẻ, và những cái con dế mà nó đẻ thì nó bị đen dế luôn, nó đen dế. Thì tôi không có lý giải gì cái quá trình sinh học, bởi vì tôi không có am hiểu gì quá trình sinh học, nhưng mà theo cái kinh nghiệm của tôi chăn nuôi á, thì tôi biết rồi bà con, thì con vật nuôi nào cũng vậy, mà nó đã thành một cái thói quen mà mình cho ăn cái loại thức ăn đó đó, mà mình đi thay, nếu mà mình muốn thay á, thì mình thay thay đổi á, thì mình thay đổi khoảng tính theo tỷ lệ từ từ. Ví dụ như hôm nay cho ăn ví dụ như loại thức ăn gà là loại 1 đi, loại thức ăn heo là loại 2 ví dụ. Vậy thì tôi nói cho cô dễ hiểu, thì loại 1 bà con giảm xuống 20%, bỏ vô 20% là thức ăn loại 2, nó trộn vô thì nó ăn từ từ, qua ngày thứ hai thứ ba thì bỏ vô khoảng 40%, trộn lại khoảng 40%, bên đây 60%, qua ngày thứ ba thì khoảng 50% của loại 1, 50% của loại 2, thì cứ giảm từ từ, cắt giảm từ 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 mới chuyển qua đó. Thì con dế nó có, hoặc là con vật nuôi khác nó có cái điều kiện thích nghi dần dần, thì nó sẽ ổn định cái đường tiêu hóa và nó phát triển một cách bình thường. Còn nếu bà con mà đổi ngang 100% á, mình thay đổi 100% thì tất nhiên nó bị sốc cái lượng thức ăn, là cái lượng tiêu hóa nó không có đạt đó, cho nên là tất cả các ô dế của tôi nó bị hư hết. Thì như bà con thấy á,
Thì những ô giấy đẻ mà nó hư như thế này nè, đó thì nó không theo cái dự kiến của tôi. Thì tôi dự kiến của tôi là nó đẻ liên tục để cung cấp, cung ứng cho trại, cung cấp cho trại, một trại của tôi ở đây và một trại bên huyện bên kia nữa. Thì chỉ có khu vực này mới cho đẻ đẻ thôi bà con, còn khu vực bên kia là nuôi giấy thương phẩm đó. Thì cái khu vực này á, thì giấy nó ngưng, nó bị hư vậy đó, thì không kịp, không kịp ô giấy ở nhà nuôi nữa, huống gì mà giao cho bà con. Thì tôi sẽ hẹn bà con lại một tuần đó. Bởi vì thì hiện tại á, thì tôi cũng đã khắc phục được, anh em liên kết thì cũng hỗ trợ cho tôi để gửi cho bà con để nuôi kịp thời. Và hiện tại thì tôi đã khắc phục được cái thức ăn đó, thì tôi phát hiện cho ăn mới có nửa bao thôi bà con, là mới khoảng 3 ngày thôi là tôi phát hiện. Nhưng mà nó những cái ô giấy này thì nó hư, thì những ô giấy sau nó lên thì nó mình phát hiện kịp thời thì mình xử lý được, cho nên là nó không bị hư, cũng may mắn ở phần đó. Thì cái sự cố này á, thì cũng là lỗi là do mình thôi, mình chủ quan quá, mình không không có mình không có không có theo dõi hoặc không có kiểm tra đầu vô đầu ra ha bà con. Thì cái đó là cái yếu tố chủ quan của mình đó, cái sự chủ quan của mình, nên là không trách ai được, mình không phiền ai được hết. Thì mình chỉ căn dặn là cái người mà giao thức ăn cho mình á, cái cửa hàng giao thức ăn cho mình á, thì loại đó, chính xác loại đó thì ghi lại cho mình, để có khi mình điện tới mình kêu giao thức ăn cho em, giao 10 bao 20 bao vậy đó, thì cứ giao. Như vậy thì nó mình chia sẻ cái video này không phải than trách hay gì hết trơn, nhưng mà mình lưu ý bà con thì trong quá trình chăn nuôi thì hết sức phải chú ý là cái việc mà cho ăn đó bà con, hết sức chú ý nha, hết sức chú ý trong quá trình mà mình cho ăn. Thì có thể cái video này sẽ không có giúp ích cho một số người, tuy nhiên thì ví dụ như bà con nào mà đang chăn nuôi hoặc có dự định chăn nuôi hay là đã chăn nuôi rồi mà chưa gặp trường hợp như vậy á, thì bà con cũng lưu ý, khi được xem được cái video này thì bà con lưu ý à, thì ra là cái thức ăn nó cũng rất là quan trọng đó. Thì mình chia sẻ cái này để bà con có thể biết biết được cái lỗi của mình, mà từ đó thì bà con rút ra được một cái kinh nghiệm để bà con chăn nuôi một cách tốt hơn đó, sau này không có gặp cái lỗi như như của tôi nữa. Ví dụ như sau này bà con cho ăn người ta giao thức ăn lại hoặc là đi mua thức ăn thì phải mua đúng cái loại thức ăn mà mình cho ăn từ trước đến nay đó, để mình chăn nuôi một cách tốt nhất, để khi mà mình gặp sự cố là mình không không biết là nguyên nhân tại vì sao á, thì nó rất là khó chịu và mình nuôi cũng không được hả bà con đó. Mà lúc mà mình chăn nuôi mà mình gặp khó khăn là nó rất là bực bội, rất là khó chịu trong người đó. Thì doanh thu thì mình không nói rồi, doanh thu thì chắc chắn là nó sẽ không có rồi. Cái thứ hai á, là ngại nhất là cái mối của mình, ngại nhất là cái mối của mình đó. Ví dụ như đối với tôi á, thì cái chỗ này á, là cung cấp trứng thì tôi cung cấp cho bà con á, thì nó trễ nải đó, làm hạ cái uy tín của tôi. Còn đối với con dế thịt nữa đó bà con, đối với con dế thịt thì cái mối dế thịt của tôi á thì nó lại bị ngưng, là tôi bắt buộc tôi phải đi tìm bên ngoài, tìm cái lượng giá bên ngoài để tôi bắt về tôi giao cái mối cho tôi đó. Tại vì mình giao mối mà không thể nào mà trễ nải hay là mình hứa với người ta được, tại vì người ta bán hàng ngày mà mình không không có cung cho người ta cắt mình là mình tiêu nó. Vì vậy thì cũng rất là hổm gài, tại tôi ngưng khoảng một tuần, tôi ít có chia sẻ video là vậy nó. Tôi phải dành thời gian nhiều để tôi chạy các cái mối, để tôi chạy các cái đầu ở bên ngoài để tôi tìm cái mối. Ước tính thì thiệt hại cũng nhiều nhưng mà rút cái kinh nghiệm khá là lớn đó, để bà con phòng tránh cái vấn đề này ha bà con. Thì
cũng cảm ơn bà con đã chia sẻ. Cái clip này cũng hơi dài ha bà con. Thôi cũng chào bà con, chúc con áp dụng thành công trong quá trình chăn nuôi và tránh những cái rủi ro sớm nhất có thể ha bà con, và mình rút được cái kinh nghiệm. Chào bà con ha, chúc bà con thành công.